Hello mọi người, lại là Pam đây. Nhân dịp người người nhà nhà quay trở lại trường, mình muốn làm một video What's in my bag for school, đưa mọi người tham quan một vòng ba lô đi học của mình. Ba lô của mình khá là bé do ở trường mình không cần mang quá nhiều sách vở, mà phần lớn là đồ dùng cần thiết thôi. Ba lô mình có hai ngăn, nhưng ngăn ngoài khá là bé, không để được gì mấy nên mọi thứ mình dồn hết vào ngăn chính. Thứ đầu tiên mà mình mang đi học hàng ngày và cũng vô cùng cần thiết chính là laptop. Mình sử dụng laptop cho việc học rất nhiều như viết luận, tra cứu thông tin, sử dụng sách giáo khoa, vân vân và vân vân. Mình đã nhận được nhiều câu hỏi về laptop mình dùng nên mình cũng tiện đây giới thiệu luôn. Máy mình dùng là Acer Swift 5, mình mua từ năm lớp 9. Kích cỡ máy vừa phải, tiện mang đi học hàng ngày. Các chức năng dùng ổn, nhưng mà sau 4 năm thì máy mình đã chậm đi nhiều và hiện tại bàn phím cũng đang hỏng rất nhiều phím nên cần đi sửa. Mình không phải một dân công nghệ nên cũng chỉ có thể đưa ra review như vậy cho mọi người thôi. Trong thời gian chưa sửa được bàn phím, mình mang tạm bàn phím Bluetooth của mình đi. Mình có thể dùng nó cho cả iPad và laptop luôn, nhìn chung khá là tiện. Bàn phím này mình đặt trên Shopee, cũng không quá đắt, và mình thấy dùng được thôi chứ phím hơi cứng nên là khó gõ. Mình chỉ mang tạm đi cho đến khi sửa được laptop thôi. Ngoài ra, mình cũng mang theo sạc pin hàng ngày. Laptop của mình hiện tại đã yếu pin hơn, một lần sạc không thể dùng nguyên cả ngày như trước. Ở trường, có những ngày mình có tới 5 tiết tự học, vậy nên mình luôn cần mang theo sạc pin để phòng laptop cần sạc. Trong cặp mình cũng có một con chuột laptop mình mua của Miniso, dùng khá ok, được cái nhỏ gọn xinh xinh, mình không đòi hỏi quá nhiều với chuột laptop. Ngoài ra, trong ba lô mình hàng ngày cũng luôn mang theo iPad. Mình sử dụng iPad cho rất nhiều việc, ví dụ như là take notes hay là đọc sách. Vở toán của mình thậm chí còn ở trên iPad, và mình làm bài trực tiếp trên đó luôn. Như đã nói, phần lớn sách vở của mình để trong tủ ở trường. Mình chỉ hay mang về vở Business, Economics và sách toán để làm bài hoặc take notes ở nhà nếu cần. Mình để hết sách vở ở một chiếc túi như đây cũng là túi đựng tài liệu. Tất nhiên sẽ có cả máy tính cầm tay để học toán nữa. Khi mà mình chỉ có một ngăn cặp sách để đựng mọi thứ thì mình sẽ cố để chia vào các túi phân loại khác nhau. Một vật mình mang đi khắp mọi nơi chính là cuốn planner hàng ngày. Đây là cuốn planner 2022 của mình, dùng để lên kế hoạch và ghi lại các mục tiêu phải hoàn thành. Chính vì vậy nên nó phải luôn được mang theo. Mình nghĩ là lên cấp 3 một cuốn planner sẽ giúp ích rất nhiều. Nó giúp bạn cân bằng giữa việc học ở trường, việc chơi, việc phát triển bản thân và những chuẩn bị cho tương lai. Vì tất cả những cái này đều quan trọng và cần được sắp xếp thời gian. Tiếp theo, túi bút tất nhiên mình cũng sẽ mang theo. Trong này mình có bút gel đen để viết, bút brush cho tiêu đề, highlighter, bút chì, tẩy bút xóa, hồ dán, một thỏi son và Apple Pencil để viết trên iPad. Ngoài ra thì mình có thêm một chiếc túi nữa để đựng mấy thứ lặt vặt linh tinh khác, ví dụ như là scrunchie hay kẹp tóc, AirPods, giấy notes, Vaseline đặc biệt cho những ngày đông môi khô thế này và sô-cô-la để ăn lúc đói. À và tất nhiên là mình sẽ có mang theo cái điện thoại nữa. Ngoài ra còn hai ngăn lồng bên hông thì mình để bình nước. Bình nước của mình như kiểu cốc uống nước, dễ đổ nước ra nên thực chất là mình cầm tay. Mình cũng mang theo một hộp Yakult để đến trường uống vì mình thích. Đó, vậy là chúng ta kết thúc video ở đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem và mình chúc mọi người có một học kỳ cuối năm thật vui nha.